Xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 19: Sinh thiết lỏng có thể khẳng định ung thư. Khi một người có khối bướu bất thường hoặc nghi ngờ ác tính, các bác sĩ thường thực hiện sinh thiết mô, một thủ thuật lấy một phần khối bướu để xét nghiệm giải phẫu bệnh, quan sát các tế bào của khối bướu dưới kính hiển vi và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu hơn có thể giúp các bác sĩ chẩn đoán được khối bướu này có phải là ung thư hay không, loại ung thư gì, và đưa ra kế hoạch điều trị cũng như gợi ý về tiên lượng của người đó. Kết quả giải phẫu rất quan trọng đối với việc phát hiện, điều trị và tiên lượng cho bệnh nhân ung thư, và cho đến nay nó vẫn được xem là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh ung thư. Có rất nhiều phương pháp để thực hiện sinh thiết cho kết quả giải phẫu bệnh, nhưng hầu hết đều là các thủ thuật xâm lấn, nghĩa là can thiệp vào bên trong cơ thể để tiếp cận khối bướu và lấy một phần của nó. Việc này có thể gây đau đớn, biến chứng, tốn kém chi phí, đôi khi không thực hiện được do khối bướu nằm ở các vị trí khó tiếp cận hoặc sức khỏe bệnh nhân quá yếu để thực hiện, và điều bất tiện khác. Điều này sẽ càng khó khăn hơn khi phải sinh thiết nhiều lần trên bệnh nhân, nên đây có thể là một phương pháp không thực tế để theo dõi các khối bướu khi chúng phát triển và thay đổi theo thời gian. Do đó, việc tìm kiếm một phương pháp mới có khả năng hỗ trợ hoặc trong một số trường hợp có thể thay thế cho sinh thiết mô là mục tiêu của rất nhiều nghiên cứu. Hơn 100 năm trước, các nhà khoa học đã khám phá ra các phân tử và tế bào của khối bướu có thể tách ra và di chuyển vào trong dịch của cơ thể như máu, nước tiểu, dịch não tủy. Gần đây, các nghiên cứu còn cho thấy việc phân tích những phân tử và tế bào này có thể tiết lộ một số thông tin tương tự như sinh thiết mô. Xét nghiệm dựa vào việc phân tích chỉ một lượng ít sản phẩm tạo ra từ khối bướu có trong các chất dịch cơ thể như máu hoặc nước tiểu, được gọi là sinh thiết lỏng. Việc thu nhận các dịch của cơ thể cũng đơn giản, ít tốn kém hơn và có thể thực hiện được nhiều lần. Vì thế, đây là một ứng dụng tiềm năng trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh nhân ung thư. Xét nghiệm sinh thiết lỏng có thể phân tích các thành phần của tế bào bướu như DNA, RNA, protein, exosome hoặc cả tế bào bướu trong các dịch khác nhau của cơ thể. Việc thu thập những chất dịch cơ thể này thường đơn giản, ít xâm lấn và dễ thực hiện nhiều lần hơn so với sinh thiết mô. Ngoài ra, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cho phép phân tích các phân tử, tế bào và các sản phẩm khác của khối bướu ngày càng đầy đủ và chính xác hơn, cho thấy ứng dụng tiềm năng của phương pháp sinh thiết này. Trong các phân tử của khối bướu thì phân tử DNA được nghiên cứu nhiều nhất. Các đoạn DNA của khối bướu được giải phóng vào trong máu, gọi là DNA bướu lưu thông trong máu, ctDNA. Circulating tumor DNA. Một số ứng dụng của phương pháp này hiện nay đang được nghiên cứu trên lâm sàng và cho kết quả khả quan. Trong quá trình phát triển, các tế bào bướu chết đi sẽ giải phóng DNA của chúng vào trong máu. Các đoạn DNA này có thể được phân tích để thu thập các thông tin quan trọng, ứng dụng trong việc phát hiện sớm ung thư, điều trị ung thư chính xác và theo dõi hiệu quả điều trị. Phát hiện sớm ung thư. Một trong những ứng dụng tiềm năng của sinh thiết lỏng dựa trên ctDNA là phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm, tạo thuận lợi cho việc điều trị. Trong một số nghiên cứu, xét nghiệm mẫu máu thu được từ các bệnh nhân đã phát hiện ctDNA là từ vài tháng trước khi được chẩn đoán ung thư bằng các phương pháp truyền thống, chụp CT, MRI, giải phẫu bệnh. Tuy nhiên, các xét nghiệm này đôi khi cho kết quả dương tính giả, nghĩa là phát hiện DNA ung thư ngay cả khi không có ung thư. Thêm một vấn đề khác là xét nghiệm này có thể phát hiện sớm các khối bướu phát triển chậm hoặc không phát triển, dẫn đến việc điều trị quá mức. Điều này cũng có nghĩa việc điều trị đối với những khối bướu này sẽ gây hại nhiều hơn là mang lại lợi ích cho bệnh nhân. Do đó, việc ứng dụng sinh thiết lỏng như một xét nghiệm duy nhất có thể chẩn đoán ung thư vẫn chưa được chấp nhận và cần phải có thêm rất nhiều nghiên cứu chuyên sâu hơn để xác định hiệu quả của phương pháp này.
Ứng dụng tiềm năng của sinh thiết lỏng có thể dùng để sàng lọc ung thư giai đoạn đầu ở những người có nguy cơ mắc ung thư cao, hoặc dùng xét nghiệm sàng lọc trên những người khỏe mạnh để xác định những người có thể bị ung thư giai đoạn sớm và sau đó sẽ thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu hơn, có thể xâm lấn hoặc tốn kém hơn, hoặc sử dụng song song các xét nghiệm khác chụp MRI, CT, nội soi để tăng độ chính xác của xét nghiệm. Điều trị ung thư chính xác. Các nhà nghiên cứu hy vọng sinh thiết lỏng ctDNA qua việc xác định các đặc tính phân tử, các đột biến gen của từng loại ung thư có thể giúp điều trị chính xác. Một số nghiên cứu đã xác định các đột biến ctDNA trong sinh thiết lỏng có thể được sử dụng để lựa chọn điều trị tối ưu. Các nghiên cứu khác chứng minh các đột biến di truyền được xác định bằng xét nghiệm sinh thiết lỏng phù hợp với những đột biến được xác định bằng sinh thiết mô trên hầu hết bệnh nhân. Năm 2016, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA chấp thuận kết quả sinh thiết lỏng thử nghiệm đột biến COPAS EGFR phát hiện đột biến gen EGFR trong ctDNA của bệnh nhân ung thư phổi. Kết quả này xác định những bệnh nhân có thể điều trị bằng các liệu pháp điều trị nhắm trúng đích như olutinib và osimertinib để tấn công các tế bào ung thư có đột biến EGFR. Vì xét nghiệm có thể đưa ra kết quả âm tính giả, nên FDA khuyến cáo sinh thiết mô nếu sinh thiết lỏng âm tính không phát hiện ra đột biến EGFR. Nhiều xét nghiệm sinh thiết lỏng khác đã có trên thị trường nhưng chưa được công nhận bởi các nghiên cứu khoa học. Các nghiên cứu vẫn đang được tiếp tục để xác định những hạn chế của các xét nghiệm này và quan trọng hơn là xác định xem liệu chúng có mang lại lợi ích cho bệnh nhân hay không. Theo dõi quá trình điều trị. Sinh thiết lỏng dựa trên ctDNA không xâm lấn và có thể lặp lại nhiều lần, nên rất hữu ích khi theo dõi đáp ứng của bệnh nhân trong và sau khi điều trị hoàn tất. Các bác sĩ hy vọng điều này có thể cho phép điều chỉnh phương thức điều trị phù hợp với từng bệnh nhân trong quá trình điều trị. Nói cách khác, việc điều trị có thể ngưng hoặc thay đổi nếu xét nghiệm cho thấy nó không hiệu quả. Sinh thiết lỏng có thể phát hiện ra những thay đổi trong ctDNA trong vòng 2 tuần kể từ khi bắt đầu điều trị. Có một chỉ số đánh giá sớm về hiệu quả của điều trị sẽ rất hữu ích vì đôi khi chỉ một số bệnh nhân đáp ứng với điều trị đặc hiệu. Ngoài ra, sinh thiết lỏng có thể cung cấp thông tin ở cấp độ phân tử về những thay đổi trong và sau khi điều trị ung thư. Từ đó, có thể giúp điều trị chuyên biệt cho từng bệnh nhân hoặc phát hiện sớm các đột biến kháng thuốc trong quá trình điều trị. Ví dụ, mặc dù hầu hết bệnh nhân ung thư phổi ban đầu đáp ứng với điều trị bằng một loại thuốc được gọi là chất ức chế tyrosine kinase, tyrosine kinase inhibitor, viết tắt là TKI. Phần lớn bệnh nhân kháng thuốc trong vòng 1 hoặc 2 năm kể từ khi bắt đầu điều trị qua xét nghiệm ctDNA bằng sinh thiết lỏng. Một nhóm các nhà nghiên cứu đã phát hiện các đột biến gây ra sự kháng thuốc TKI trên 80% bệnh nhân kháng thuốc. Các kỹ thuật hình ảnh như CT, MRI hiện đang được sử dụng để theo dõi đáp ứng điều trị của những bệnh nhân đối với một số loại ung thư nhất định. Tuy nhiên, chúng không đủ nhạy để phát hiện những thay đổi nhỏ về kích thước khối bướu và tốn kém khi thực hiện nhiều lần. Ví dụ sinh thiết lỏng để theo dõi đáp ứng điều trị ở những bệnh nhân bị ung thư bạch huyết, lymphoma, những thay đổi trong ctDNA tương quan với phản ứng tích cực đối với quá trị liệu. Hơn thế nữa, các mẫu ctDNA có thể phát hiện bệnh tái phát trở lại vài tháng trước khi phát hiện được chụp bằng CT. Sinh thiết lỏng, công nghệ hoàn hảo của tương lai trong chẩn đoán bệnh ung thư. Mặc dù có rất nhiều ứng dụng tiềm năng, sinh thiết lỏng dựa trên ctDNA cũng có một số hạn chế. Cho đến nay, công nghệ phát hiện ctDNA trong dịch cơ thể đã được cải thiện đáng kể, nhưng kiến thức cần thiết để xác định các dấu hiệu sinh học hoặc đặc trưng cho các loại ung thư còn hạn chế. Hầu hết các loại ung thư đều thiếu các dấu hiệu sinh học như đột biến DNA đặc trưng cho loại ung thư đó, cho phép các bác sĩ xác định và theo dõi bệnh thông qua ctDNA. Các đột biến DNA thậm chí khác nhau giữa các bệnh nhân có cùng loại ung thư. Vì vậy, mặc dù đột biến cụ thể có thể thường gặp với một loại ung thư nhất định,
Nhưng nhiều bệnh nhân cũng mắc ung thư này có thể không mang đột biến đó. Điều này làm tăng thêm thách thức trong việc xác định các dấu hiệu sinh học ctDNA đối với từng loại và giai đoạn ung thư. Một giải pháp khả thi được đưa ra để khắc phục hạn chế này là kết hợp sinh thiết mô và sinh thiết lỏng. Sinh thiết mô sử dụng để xác định các dấu hiệu sinh học đặc hiệu cho khối bướu của một bệnh nhân và sinh thiết lỏng được sử dụng để theo dõi những dấu hiệu sinh học này. Một hạn chế khác từ ctDNA trong máu có thể không thực hiện đại diện cho DNA trong khối bướu. Khối bướu không đồng nhất nghĩa là có nhiều đột biến DNA khác nhau ở những tế bào ung thư khác nhau trong cùng một khối bướu. Và không biết ctDNA được giải phóng ra từ toàn bộ khối bướu hay chỉ một phần của nó. Do đó, ctDNA có thể không phải là nguồn thông tin tốt nhất để hướng dẫn các quyết định lâm sàng. Hơn thế nữa, không rõ liệu những đột biến trong ctDNA có là những đột biến chính đóng vai trò quan trọng trong sinh học của ung thư hay chỉ là đột biến phụ, đột biến đi kèm khi ung thư phát triển và không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của khối u. Và câu hỏi thật sự quan trọng là liệu sinh thiết lỏng có thể cải thiện sự sống còn của bệnh nhân hay không? Nghĩa là sinh thiết lỏng giúp phát hiện ung thư giai đoạn sớm, chọn lựa điều trị, theo dõi sự tiến triển của bệnh, cuối cùng là giúp kéo dài sự sống còn hay cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân không? Nhiều nhà nghiên cứu đồng ý rằng các nghiên cứu về ảnh hưởng của sinh thiết lỏng trên kết cục lâm sàng là cần thiết và nhiều nghiên cứu đang được tiếp tục triển khai để làm rõ hơn về vấn đề này. Tóm lại, mặc dù nhiều người tin rằng sinh thiết lỏng có thể có tác động đáng kể đến vấn đề chăm sóc bệnh nhân, những trở ngại chính trong việc phát triển sinh thiết lỏng hiện nay là không đủ bằng chứng để tự tin nói rằng những gì chúng ta phát hiện bằng phương pháp này là có ý nghĩa lâm sàng. Hầu hết các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này đồng ý rằng phương pháp sinh thiết lỏng vẫn còn được phát triển để trả lời các câu hỏi quan trọng chưa có lời giải đáp trước khi trở thành một phương pháp được chấp nhận rộng rãi trong chẩn đoán lâm sàng. Sự thật, sinh thiết lỏng hiện chưa được chấp nhận để khẳng định ung thư. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trương Đức Hoàng. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ri Bằng Tím, Ung Thư, Tin Đồn và Sự Thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.